Nam thần Thái Lan Pride Vacchirawit bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện ở Hồng Kông. Đáng chú ý, anh còn tình tứ bên nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Đây là lần hiếm hoi anh lộ diện với truyền thông quốc tế từ sau ồn ào bị quay lưng vì công khai hẹn hò. Tối ngày 25 tháng 6, Pride Vacchirawit và Văn Mai Hương đã có mặt tại Hồng Kông, Trung Quốc để tham dự sự kiện khai trương cửa hàng mới của Burberry tại đây. Được biết, Văn Mai Hương là đại diện nghệ sĩ Việt Nam góp mặt trong sự kiện đặc biệt này, trong khi Pride là đại diện của Thái Lan. Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ nhiều ngôi sao cũng như fashionista nổi tiếng châu Á. Dàn sao đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích với những màn lên đồ đẹp mắt, ấn tượng. Đại sứ toàn cầu Pride đốn tim người hâm mộ với vẻ đẹp lãng tử, nam tính trong set đồ blazer kẻ, phối cùng áo trắng, cổ chữ V, khoét sâu, Mỹ Nam Thái ghi điểm với thần sắc cuốn hút, sắc lạnh. Văn Mai Hương cực slay trong mẫu váy cúp ngực, họa tiết kẻ phối, cung dây hở mũi và túi form dáng cổ điển. Công chúa mưa tháng 6 lựa chọn kiểu tóc vuốt ôm sát đầu kết hợp cùng tôn trang điểm màu nút để tạo hình thêm phần cá tính. Tại sự kiện, Văn Mai Hương vui vẻ giao lưu cùng loạt nghệ sĩ, fashionista nổi tiếng châu Á. Đặc biệt, khoảnh khắc Văn Mai Hương gặp gỡ, bắt tay và chụp hình kỷ niệm đầy tình tứ bên Pride, nam thần hàng đầu Thái Lan và cũng là đại sứ toàn cầu của Burberry thu hút sự chú ý đặc biệt. Ở tuổi 29, nhan sắc của Văn Mai Hương ngày càng thăng hạng và mặn mà hơn trước. Lần xuất hiện này, Văn Mai Hương nhận được cơn mưa lời tán dương, khen thưởng đến từ người hâm mộ. Về phía Pride, đây là lần hiếm hoi anh xuất đầu lộ diện từ sau màn công khai bạn gái chấn động bị fan quay lưng vào tháng 4 vừa qua. Theo đó, ngày 21 tháng 4, clip nam diễn viên Thái Lan Pride Vacchirawit và nữ ca sĩ diễn viên Nene Trịnh Nại Hinh nắm tay đi ăn cùng nhau tại Nhật Bản liên tục được chia sẻ không chỉ ở Weibo mà còn trên nhiều nền tảng khác như X, Twitter, TikTok, khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao bàn tán. Thậm chí có thời điểm hashtag Pride và Nene đạt lượng truy cập cao dẫn đầu bảng hot search mục giải trí trên Weibo. Cộng đồng mạng tin rằng hai ngôi sao gốc Thái có quan hệ trên tình bạn. Đến tối ngày 22 tháng 4, Pride và Nene cuối cùng cũng đưa ra thông báo chính thức xác nhận việc hai người đang hẹn hò. Trên nền tảng mạng xã hội X, Pride tuyên bố Nene là một trong những người quý giá nhất ở bên cô, khiến anh thấy ấm áp và an toàn, đồng thời anh cũng mong nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Về phía Nene, nữ nghệ sĩ đăng tâm thư lên Weibo và Instagram bộc bạch về chuyện hẹn hò này. Cô cho biết mình không có ý chiếm sóng mạng xã hội hay gây phiền hà, nhưng cô muốn làm rõ với người hâm mộ rằng bản thân đang hẹn hò và rất tiếc khi không thể chia sẻ với mọi người trước khi công khai. Nene khen Pride là một người ấm áp, tình yêu của anh sưởi ấm trái tim cô, giúp cô trở thành một người tốt hơn, sống vui vẻ, tích cực hơn. Từ khi bên cạnh Pride, cô không sợ thất bại vì biết khi vấp ngã sẽ có người bên cạnh an ủi, nâng đỡ và vỗ về. Trước thông báo xác nhận hẹn hò của hai nghệ sĩ Thái Lan, một số người hâm mộ thể hiện sự tôn trọng và chúc phúc cho cặp đôi. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, những phản hồi về sự việc lại không mấy tích cực. Dưới bài đăng công khai hẹn hò trên Sina đã có một bình luận mang hàm ý chế giễu, chê bai đạt tới hơn 12.000 lượt yêu thích. Trước đó, từng có người hâm mộ trung thành của Nene tuyên bố rời fandom, kéo theo nhiều fan khác bày tỏ sự hối hận khi đập tiền hỗ trợ cho nữ ca sĩ ra mắt từ sâu sống còn sáng tạo doanh 2020. Pride cũng không khá khẩm hơn là bao khi trước đó từng gây mất lòng người hâm mộ Trung Quốc bởi phát ngôn vạ miệng của bạn gái cũ. Đồng thời, anh chàng vốn nổi tiếng và được yêu thích bởi đóng cặp cùng Win Metawin trong Together the Series. Khi chuyện hẹn hò bị khui ra, người hâm mộ cặp đôi đam mỹ này bày tỏ nỗi thất vọng và thể hiện việc không còn yêu thích Pride nữa.